Xin chào tất cả các khán giả đang xem kênh YouTube của Thiên Hào Audio. Hôm nay Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một đôi loa Buxell Active rất mới đến từ thương hiệu Clip. Đó chính là đôi loa Clip The 7 và chúng ta sẽ bắt đầu ngay với đôi loa này. Bên cạnh Hải Sơn là đôi loa Clip The 7. Như mọi người có thể nhìn thấy thì đôi loa này nó rất giống với Clip The 5. Đây có thể gọi là một phiên bản lớn hơn, cao cấp hơn và công suất mạnh hơn của The 5. Chúng ta sẽ mở ngay cái e-căng mặt trước ra. Cái thiết kế này nó pha trộn theo kiểu phong cách cổ điển. Và theo như hãng Clip nói thì đây là đôi loa đa năng nhất trong những cái đôi loa Active của hãng. Và với một cái kích thước trung bình khá như thế này thì đây là sẽ đôi loa mà thích hợp cho chúng ta để ở trên chân hơn là để ở trên cái bàn máy tính, vì kích thước nó cũng là tương đối lớn. Và với cái công năng sử dụng của cái đôi loa này thì chúng ta có thể sử dụng tốt cho những cái gian phòng lên tới khoảng 30m², vì cái đôi loa này, cái tiếng trầm của nó, cái độ dày âm của nó rất là tốt. Để biết xem là nó đa năng như thế nào thì Hải Sơn sẽ đọc tên những cái đường input ở phía trên loa. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đường ghi chữ TV này, trong đó chúng ta sẽ cắm được cái dây HDMI ARC để lấy cái tiếng âm thanh từ TV xuống. Và có đường Bluetooth, đây là Bluetooth chuẩn 5.0. Và chúng ta sẽ có rất nhiều các codec âm thanh như là SBC này, AAC này, APTX và APTX HD. Và chúng ta sẽ có thêm cả một cái đường optical là đường quang. Và còn một cái đường USB, thì đây là đường USB audio. Chúng ta có thể kết nối máy tính với cái loa này theo kiểu là như thế, là nó sẽ như là kết nối ra một cái bộ giải mã và sau đó là khuếch đại ra loa. Chúng ta sẽ có cả đường AUX với cái dây bông sen như thông thường, và chúng ta sẽ còn có thêm cả một cái đường phono để chúng ta có thể chơi những cái mâm đĩa than bên ngoài. Và cái phần bảng điều khiển ở trên này thì rất là hay, nó dùng những cái thanh cuộn, và đây là nó cuộn vô cực, tức là chúng ta cứ cuộn thôi là âm lượng nó sẽ tăng lên, hoặc là để lựa chọn các cái đường vào. Chúng ta sẽ đến với hệ thống củ loa nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ làm có một đôi loa hai đường tiếng với một cái loa tweeter. Loa tweeter này sẽ có đường kính là 1 inch, tức là khoảng 2,5 cm, dùng vật liệu là titanium. Họ đặt ở trong một cái họng kèn, và họng kèn này thì họ gọi là Chetrick horn, với cái góc mở âm rất là lớn, lên tới là 90 độ nhân 90 độ. Và họ làm cái kèn này, nhưng mọi người để ý xem, so với cái giờ xích nhá, thì cái kèn của cái những cái thế hệ mới này nó loe ra sát so với cạnh loa, tức là nó sẽ tạo ra một cái góc mở âm lớn hơn, và cái điểm ngọt cũng được mở rộng hơn, và nó sẽ phóng âm thanh đi xa và rộng. Như vậy là chúng ta khi để cái đôi loa này trong phòng, chúng ta đi qua đi lại trước mặt loa thì âm thanh nó có độ đồng nhất cao và nó vẫn rất là chi tiết. Tiếp tục cung cấp giải trầm cho cái đôi loa này chính là một cái củ loa woofer có cái đường kính là 16,5 cm, dùng vật liệu là bột giấy tổng hợp. Và cái woofer này ấy, cái loa trung trầm này, nó được thiết kế với cái biên độ dao động rất là lớn. Vì vậy đây là một đôi loa có thể gọi đây là một đôi loa rất là nhiều tiếng trầm, và tiếng trầm của nó dày và xuống sâu với một cái lỗ thoát hơi ở phía đằng sau. Và theo như thông số nhá, loa này sẽ có tiếng trầm xuống được là 39 Hz ở mức -3 dB. Đây là một cái tiếng trầm sâu đối với một đôi loa như vậy. Và cái giải cao của nó lên thì cũng rất là tốt, với một cái độ bóc tách chi tiết rất là khá. Để có được một cái mức âm thanh lớn đến như vậy là 112 dB ở khoảng cách 1 m, thì hãng đã trang bị cho cái loa này một cái mức công suất lên tới là 100W cho một bên loa, tức là tổng công suất của cả hệ thống hai loa là 200W. Peak power lên tới 400W tổng. Họ đã phân chia ra phần âm ly là sử dụng là hai cái mạch âm ly Class D. Một cái mạch Class D có công suất là 80W sẽ sử dụng cho cái loa woofer, và một cái mạch 20W sẽ sử dụng cho cái loa tweeter. Và ngoài ra thì còn có những cái tính năng khác mà chúng ta sẽ cùng khám phá cái phần ở phía đằng sau loa. Khám phá đến mặt sau của loa thì chúng ta có thể thấy rằng là ở trên đầu này là một cái lỗ thoát hơi lớn này. Theo Hải Sơn chúng ta nên đặt cách tường sau một chút. Nhưng mà nếu mà chúng ta phải đặt nó gần tường sau ấy thì không vấn đề gì, tại vì một lát nữa thông qua cái application mà Hải Sơn sẽ giới thiệu thì chúng ta có thể điều chỉnh để giảm bớt tiếng trầm khi đặt ở góc nhà, góc tường, hoặc là gần tường sau, hoặc là khi chúng ta đặt ở trên chân này thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái âm lượng bass, tiếng trầm ấy cho nó phù hợp, rất là hay. Xuống cái phần cổng kết nối thì chúng ta sẽ thấy được rằng là có cái đường HDMI ARC, thì như Hải Sơn đã nói là chúng ta sẽ cắm cái phần dây HDMI từ TV vào đây để lấy tiếng nhé. Tiếp tục là chúng ta sẽ có cái phần nút gạt xác định trái phải. Cái này rất là hay, tức là khi mà chúng ta đặt gần cái cây máy tính ấy thì chúng ta có thể đặt và chúng ta gạt sang trái hoặc phải. Đấy, nếu cây máy tính chúng ta bên trái bên phải, tức là có thể hoán đổi được vị trí của hai loa này. Một nút PE này. Ở dưới thì chúng ta sẽ có một cái đường như là phono, và đồng thời đây cũng là một cái đường line. Thông qua cái nút gạt giữa line và phono thì chúng ta có thể gán chức năng cho cái đường này.
một đường AUX với cái tiêu chuẩn là rắc bông rắc 3.5 mm. Rồi để bổ sung thêm tiếng trầm, chúng ta có thể cắm một cái subwoofer của hãng Clip chẳng hạn, hoặc là một cái sub của hãng khác cũng được, thông qua cái đường sub out. Tiếp tục là có một cái đường là digital in, thì ở đây chúng ta sẽ gắn, ví dụ như chúng ta sẽ dùng cái đầu đĩa chẳng hạn, hoặc chúng ta chỉ cần cái dây quang thôi, chúng ta gắn vào đây. Hoặc chúng ta dùng máy tính thì chúng ta sẽ dùng cái đường là USB audio để nó dùng luôn cái giải mã ở phía bên trong này. Tiếp tục xuống phía dưới thì ở đây sẽ có một cái dây mà chúng ta sẽ dẫn sang cái loa bên còn lại. Đấy, tức là cái phần công suất sẽ tập trung ở một bên loa, chúng ta sẽ dẫn sang bên loa còn lại nhé. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cả một cái phần công tắc tắt bật này, lựa chọn điện này và cái phần dây nguồn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần application. Ở đây là cái app Clip Connect, thì mọi người sẽ lên App Store để download về và phải kết nối cái Bluetooth của loa với cả cái máy điện thoại chúng ta thì nó mới nhận. Sau khi kết nối xong thì chúng ta sẽ có được cái hình ảnh của cái loa ở trên đây. Thì chúng ta sẽ khám phá này. Ở đây thì là cái phần equalizer. Trong equalizer này thì mọi người có thể chỉnh được bass này, mid và treble. Rất là đơn giản không? Đấy. Theo cá nhân Hải Sơn cảm nhận rằng là loa này nó nhiều cái tiếng trung âm. Cho nên là nếu mà mọi người cảm thấy rằng là cái tiếng hát nó hơi lớn ấy, thì chúng ta có thể giảm cái tiếng hát này xuống một chút. Có thể 1-2 gì đấy để cho cái cảm giác âm thanh ấy nó hài hòa và nó sẽ trong trẻo hơn một tí. Và ví dụ là cái giải này cũng có thể đưa lên một chút. Đấy. Còn cái giải trầm theo Hải Sơn nghĩ là không cần phải tăng lên đâu. Đấy là cá nhân nghĩ là có khi chỉ để như này hoặc là giảm đi một. Đấy. Còn lại thì ở đây thì Sơn sẽ chỉnh lại về không. Ngoài ra còn rất là nhiều các cái mà đã có cái tinh chỉnh này, những cái preset này. Đấy. Rồi nhá, chúng ta sẽ sang cái phần tính năng tiếp theo là Dynamic Bass. Cái tính năng này ấy, là khi mà chúng ta nghe nhỏ thì cái loa này nó sẽ tăng cái âm lượng trầm lên, và khi chúng ta nghe lớn thì nó lại cho cái âm thanh cân bằng trở lại. Và chúng ta có thể lựa chọn tắt bật cái tính năng này ở đây. Đấy. Nếu mà khi mà bật lên thì khi chúng ta nghe nhỏ tiếng trầm nó sẽ rất là nhiều và tiếng trầm nó sâu. Nhưng mà nếu như mà các bạn không thích thì các bạn tắt đi nhé, thoải mái. Cái night mode ấy là để chúng ta nghe buổi đêm, tức là nó sẽ kéo cái âm lớn và cái âm nhỏ cho cái biên độ nó hẹp lại để chúng ta nghe rõ ràng cái âm thanh mà không phải bật cái loa này lớn lên. Thì đây là những cái điều chỉnh này nó rất là hay. Input thì mọi người thấy rồi, ở đây chúng ta có thể thay vì dùng điều khiển từ xa thì dùng điện thoại để chọn lựa các cái đường vào. Cái phần setting ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tính năng này hay này, là ở đây thì giới thiệu về subwoofer này. Khi chúng ta kết nối subwoofer của hãng Clip thì nó sẽ nhận diện ra luôn và chúng ta sẽ điều chỉnh cái âm lượng của subwoofer ở đây và cái đảo pha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vào cái phần vị trí sắp đặt này, speaker placement này. Đây thì khi mà chúng ta đặt nó ở sát tường ấy, đây ví dụ gắn sát vào tường này, chúng ta để uôn này, thì tương tự là nó sẽ giảm 3 decibel cho cái giải trầm. Và để corner thì nó sẽ giảm là -6, và để other thì tức là nó không giảm một tí gì, tức là muốn tiếng trầm nhiều thì để other, còn cảm thấy trầm hơi bị dội, bị nhiều thì chúng ta sẽ vào những cái phần này, chúng ta sẽ giảm đi. Và chúng ta có thể giảm ở trong cái phần equalizer. Bây giờ để test nhạc thì chúng ta sẽ có hai cái bài test. Bài test thứ nhất thì chúng ta sẽ sử dụng cái điện thoại truyền Bluetooth đến loa thông qua cái app là Spotify Premium. Ngoài ra bài tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng mâm đĩa than để nghe xem âm thanh của hệ thống này thế nào. Xin mời quý vị và các bạn. Đêm qua mưa giáng em đang ôm đàn dư muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng như yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ ru trắng vần làn gió. Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến. Anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước. Nhớ em mấy thuở bạc đầu. Anh đã âu sầu.
Clip The Seven là một trong cái loa active rất đáng lựa chọn của thương hiệu Clip này. Và cá nhân Hải Sơn nhận định thì đôi loa này cho một cái thứ âm thanh nó rất là dày và nó có giải trung trầm tương đối tốt. Và giải trầm của nó thì gọi là sâu, rất là ấm, phải gọi là giải trầm của nó rất là tốt so với cái đôi loa, một cái đôi loa Buxell. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng sẽ cần điều chỉnh lại để nghe sao cho nó cân bằng hơn. Vì đôi lúc thì trầm dày quá chúng ta cũng cần phải điều chỉnh lại. Nhưng mà hãng đã cung cấp cho chúng ta những cái cách điều chỉnh nó rất là dễ dàng. Ngoài ra thì giải trung âm của loa này ấy, nghe rất là mượt mà, nghe rất là ấm áp. Và giải trung âm này nó rất là nổi, cho nên là nghe nhạc trữ tình hay là nhạc vàng có lẽ rất là hay. Và cái giải chép thì Hải Sơn thấy là nó vừa tới, nó cũng chi tiết nhưng mà nó không hề bị chói gắt. Và chúng ta cũng có thể điều chỉnh phần equalizer rất hiệu quả. Nói chung là cái loa này là đây là một trong cái loa active rất là hay. Và mọi người nên tới Thiên Hà Audio để có thể nghe thử sản phẩm này tại số 5 ngõ 198 phố Thái Hà. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.